Thưa quý vị, Vu Lan là mùa tri ân, báo ân, mùa báo hiếu hút của mỗi người Việt Nam chúng ta. Mùa Vu Lan báo hiếu hút Phật lịch 2565, dương lịch 2021 đến trong bối cảnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Đây cũng là mùa Vu Lan thứ hai Covid-19 hoàn hành. Không chỉ thế, năm nay dịch bệnh có ảnh hưởng nặng nề hơn rất nhiều so với mùa Vu Lan năm trước Thêm một bộ phu lang không có lễ bông hồng cài áo, không có cảnh tấp đập nơi cửa chùa trầm ấm, mùi khoái hương. Nhưng không vì thế mà làm vơi bớt ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này. Để báo hiếu tổ tiên, cha mẹ, những bậc sinh thành và dưỡng dục, nhiều gia đình đã lựa chọn sắm lễ cúng ở nhà. Và ý nghĩa hơn nữa, rất nhiều người đã lựa chọn làm việc thiện nguyện để tri ân, báo ân đối với người có công với đất nước, đồng góp ủng hộ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch hay chung tay cùng chính quyền các đoàn thể tăng dựng xuất quà cho người vô gia cư mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Hiện cả nước có gần 1.000 tăng đi cư sĩ Phật tử tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Tổng trị giá hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hết giáo hội Phật giáo ca cấp ủng hộ chống dịch gần 50 tỷ đồng.